Universe mùa thứ 3. Những hành trình tuyệt vời, những trải nghiệm đầy thú vị. Tiếp tục chuyến phiêu lưu tại thành phố Hồ Chí Minh, hai người chơi Thùy Anh và Quốc Khánh đã có một ngày trải nghiệm vô cùng thú vị. Một hành trình với những thử thách để khám phá văn hóa, cuộc sống của người dân lao động của Quốc Khánh. Hay những đặc quyền đầy xa hoa dành cho Thùy Anh với những dịch vụ cao cấp nhất. Dù là hành trình nào cũng hứa hẹn mang tới những điều bất ngờ và những tiếng cười trên suốt chặng hành trình. Đón xem phiêu lưu cùng Gulliver mùa thứ 3 vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 1 trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam và vào lúc 9 giờ 15 phút và 21 giờ 45 phút ngày Chủ nhật 24 tháng 1 trên VTC1 và VTC9. Mời quý vị và các bạn đón xem.